Xin chào mọi người, hôm nay One Bike xin giới thiệu với một người một mẫu xe cá nhân hóa lắp ráp theo yêu cầu của khách hàng. Và là chiếc xe này tên là Cervelo S5. Đây là cái mẫu xe khung xe được rất là đem chui chuột, đặc biệt là các anh em tín đồ mà đua tốc độ cao ở trên hoặc là đua rút. Thì đây là một trong cái dòng mà có thể nói là rất là số 1 thế giới hiện tại. Và thẻ Cervelo này thì nó làm khung xe là toàn bộ là cái thiết kế kỹ thuật rất là cao. Đặc biệt đầu tiên mọi người có thể thấy cái cục khung xương này, cái khung này là làm khoét vào này mà và độ cản gió cực kỳ thấp. Đây là một mẫu xương có sườn có cái độ cản gió nhất khi đó hiện tại sử dụng của một khuôn đây. Và tiếp theo trong chiếc xe này anh ấy đã lựa chọn cặp bánh cam Manolo Mayo Carbon có logo của hãng luôn và thắng đĩa nha. Rồi, và thắng bàn sau cũng thế, đặc biệt của group trên chiếc xe này sử dụng group điện là 8170 Ultegra của chính hãng Cervelo Made in Japan luôn. Và chiếc xe này thì có trọng lượng rơi vào khoảng 7kg thôi, rất là nhẹ. Chiếc yên xe này thì bên mình sử dụng cái yên xe design Upright đang được rất là ưu dụng và giá cực kỳ rẻ. Đấy, chính hãng và rất là bền, đi đường dài rất là tốt và rất là sướng, cũng như về mặt tốc độ rất là ngầu lên, rất là ôm vào xương chặt của mình. Tổng chiếc xe này, đấy, anh ấy lên thì giá chưa tới 70 triệu đồng, vô cùng rẻ. Anh em có nhu cầu muốn review xe theo cá nhân mong muốn của mình, bất cứ các thương hiệu nào trên thế giới, các cái mẫu xe nổi tiếng, mẫu xe nào bên mình đều có order và đều có thể lắp ráp cho anh em tùy đến theo nhu cầu, từ màu sắc cho đến cấu hình, group và hoành. Và nếu như anh em nào mong muốn sở hữu một chiếc xe như thế này thì hãy liên hệ ngay với mình.